Xin chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài từ cổ. Hôm nay Khôi có công việc nên lên sóng hơi muộn, nhưng mà bù lại cho tất cả khách chơi một cặp loa rất là hiếm, rất là đẹp, phải nói là siêu hiếm này, cũng có thể có ở Việt Nam nhưng mà rất hiếm, đến từ một thương hiệu của Anh Quốc, đó là Watt Phaidan. Thì nó bình dân thôi, nó cũng rẻ tiền thôi, nhưng mà nói về đồ sưu tầm rất hiếm và còn rất đẹp nguyên bản mộc nha. Cặp loa Watt Phaidan V60. Thì trong cái dòng Watt Phaidan nó có nhiều đời. Thì đây là được xác định là đời đầu, được sản xuất vào năm 1963, tức là đã 61 năm. À, 61 năm. Thì còn những cái đời mà nó có cái thân gỗ và cái lưới bố thì nó là sản xuất từ năm 70 cho tới 79 nha. Còn cặp này là lưới căng cước rồi. Thì xin mời anh em cùng xem clip với Khôi ngày hôm nay. Hôm nay Khôi cố tình để hai cái gần nhau cho anh em cùng chiêm ngưỡng, vì nó chỉ có một nên khách nào, anh em nào mà thực sự có duyên thì sở hữu nó và yêu thích thì phải chốt ngay và lẻ anh em nhé, vì không có nhiều để mình sưu tầm. Đây nè, Watt Phaidan V60 nha. 60 nó là đời trơn anh em nha. Thì chắc chắn rồi, Khôi sẽ tháo cho anh em xem. Nhưng mà nói sơ về nó là một cái bát 3 tấc nha. Và đời này là đời cục Anico number đít đỏ. Kể cả loa trung cùng vậy nè, trung là nhìn phíp được gì đó, nói chung là tuyệt vời. Còn tem đây nè, hiếm luôn ha. Bình thường thì nó là tem vàng mới, còn đây là tem đồng. Mà tem đồng đưa máy gần thì em thêm không, tem đồng đó, tuyệt vời luôn. Đặc biệt là cái lưới này, lưới căng cước rất đẹp. Cái này là zin nha, 100% bên em zin nha, chứ không phải là mình căng lên đâu. Đấy, cái này em có thể gõ lên mạng để xem phiên bản của nó em ha. Đó, nguyên bản mọc cái này chưa có xỉ ba luôn ha. Đây là cái thùng của nó này. Đó, theo thời gian thì nó cũng có vài cái chỗ là nó hơi ố nha. Xỉ ba thì đơn giản thôi, nhưng mà Khôi cố tình là để lại để cho anh em cùng ngắm nhìn cái độ mọc của nó ha. Đấy, đây nhìn qua này, nó vẫn còn vung các thứ ở chỗ này này, sau này nó bị nó chảy một tí. Đấy, đây cái đít của nó còn rất đẹp ha, zin từ con nóc luôn này. Đó, con nóc luôn. Đấy, nó là đít đỏ ha, đít đỏ. Đó, rồi ok, thì Khôi quên tháo trước cho anh em xem, nhưng mà bây giờ thì Khôi sẽ tháo ốc ra để cho anh em cùng xem được cái cục nó. Thật ra nó là đồ hàng thì nó cũng có ở trên mạng rồi, nhưng mà bây giờ Khôi tháo nó lại cho anh em cùng xem ha. Đây mọi người, tháo rất lâu nè, toàn là ốc dẹp ha. Lúc Khôi quay rồi là đây, ốc dẹp này. Rồi trong này cũng vậy, ốc nhỏ. Thì cái mic, cái chép này nó được bọc lại một cái hộp này nè. Đấy, cái hộp này nè, nó bọc lại như thế này. Rồi được không? Mở rất là mất công luôn. Đó. Thì đây là toàn là cụ Anico number đít đỏ. Nè, đây là nó có nhiều đời lắm, nó có đời cái cụ từ như cái bánh chưng nữa. Rồi đời cụ tròn thì cụ này để được người chơi đánh giá là nghe hay, mềm mại, ngọt ngào đấy anh em ha. Thì chép này gọi là chép nhìn phíp gì đó nha. Thật sự là cái chép cũng mấy triệu nè. Theo đánh giá mà theo là gọi là theo cái cấu hình á thì cũng mấy triệu, tụ phân tành cốt tùm lum nè ha. Rồi cùng xem. Mọi thứ ở đây là zin toàn bộ luôn. Đấy, cho nên em yên tâm. Với lại từ hồi giờ em lo nó chả có bao giờ nó hư một cái gì hết. Đó. Đây là bát ba tấc. À, bát giấy gân vải nha. Anh em lưu ý gân vải này, còn rất là mềm luôn, mềm xèo luôn. À, đánh bát là ra bừng tung bừng luôn nhé. Rồi. Ok, thì đó là cái phần lột gan. Thì cứ hai cái nhưng có tháo một cái thôi, bởi vì tháo nó mệt quá nên không. Gỗ là còn rất là mới luôn ha. Người ta hay nói dùng từ là còn thơm mùi mị luôn ha. Bây giờ thì Khôi sẽ lắp vào và sẽ test một bản nhạc vàng luôn, chơi luôn nhạc vàng cho anh em cùng nghe. Còn sở trường của nó thì chắc chắn rồi, acoustic trữ tình nhẹ nhàng nhé. Rồi. Tuổi xanh anh bỏ đi rồi.
buồn lắm anh ơi. Đời người con gái một lần mất người yêu, tất cả cuộc đời. Cho ai và lời anh nói tình mình khó nhạt phai, bây giờ đổi thay. Anh ơi thôi hết rồi nào còn cho người màu sắc hoa khôi, đường chân tôi đến từng nhịp bước lẻ loi riêng một mình thôi. Để đó cho ai và lời anh nói tình mình khó nhạt phai, bây giờ đổi thay. Cho người màu sắc hoa khôi, đường chân tôi đến từng nhịp bước lẻ loi riêng một mình thôi. Đường chân tôi đến từng nhịp bước lẻ loi riêng một mình. Rồi, Khôi vừa test thử chất âm này, nói chung là rất là hay. Đời này đánh bolero nhạc vàng tuyệt vời luôn nha. Thằng Điền bên em là không có khó đánh mà rất dễ đánh và rất hay. Về phần cái cặp loa này thì nó rất là hiếm này. Khôi bán đồ cổ đồ độc 10 năm mới gặp lần đầu á. Nên là cái phiên bản này, ai mà yêu thích cái đài tăng cước này thì phải sở hữu ngay nha, đừng chần chừ. Thì về mức giá này thì nó cũng hợp lý thôi. Nó chỉ hơn 10 triệu chút xíu nha. Nói vui vui là rẻ hơn loa Nhật, tại vì nó bát ba tắc của Anico Number mà. Đó. Nên là quan trọng nhất là mình thích nó. Chứ giá thì nó hoàn toàn là rẻ và hợp lý. Rồi ok, anh em nào mà thực sự mà thích chơi á, thì liên hệ ngay với Khôi để cùng giao lưu nha. Tính của Khôi mau lẹ lắm. Anh em nào mà đã tham khảo
mà thiền chí mà vào việc là khối fit mạnh lắm nhé.